Minh Dũng xin chào cả nhà. Vừa rồi là Dũng cho mọi người thấy cái hình ảnh của một tô bún bò Huế cộng thêm một cái dĩa rau và kèm thêm một cái chén nước mắm đầy tỏi ớt, nhìn trông rất là hấp dẫn đúng không cả nhà? Vậy thì cái bún bò này là của ở đâu mà tại sao hôm nay là Dũng cất công Dũng review như vậy? Là vì á là Dũng có một đứa em, nói chung là đứa em đó thì cũng rất là thân thiết với tất cả các nhiều nghệ sĩ, rất là dễ thương, và cô ấy có bán cái món bún bò Huế. Cô ấy nói với Dũng là anh Dũng ơi, bữa nào anh có thèm ăn bún bò Huế á thì cứ nói với em sẽ lo cho anh. Nếu mà nói về cái mảng mà bún bò Huế thì em sẽ lo cho anh, giống như kiểu mà ăn suốt đời vậy đó, hiểu không? Thì có mấy lần á thì Dũng cũng ngại, thì Dũng cũng nói là thôi có gì để từ từ là anh qua bên đó rồi anh ăn. Nhưng mà bé nói thì thì chừng nào mà anh thích đó thì anh cứ nói em ship tận nhà cho anh luôn đó. Thì ngày hôm nay bé đã ship qua một tô bún bò Huế nhìn rất là hấp dẫn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, đây nè mọi người ơi, rất là nóng hổi nha, mà nhìn cái tô thôi là đã bắt thèm rồi đó. Đây nè, cái này là chả tôm nè, chả tôm hay chả cua gì đó, chả tôm hay chả cua, để Dũng thử thôi. Rất là đậm đà luôn cả nhà. Kèm theo nè, kèm thêm một miếng chả. Trời ơi, nhìn hấp dẫn lắm, nhìn hấp dẫn lắm nha cả nhà nha. Nè mọi người nhìn đi, nguyên cái dĩa rau, ăn bún bò là phải ăn rau như vậy nè, nó mới hấp dẫn được nha cả nhà. Trời ơi, kèm thêm một cái chén nước mắm nữa, kèm thêm một cái chén nước mắm nè, mọi người thấy không? Đó, nước mắm nè, đó, ớt không á, rất là ngon luôn. Và bây giờ Dũng sẽ thử cái vị nước coi như thế nào. Rất là ngọt nha, rất là thanh luôn, ngọt thanh mà vị rất là đậm đà, không có bị mặn quá mà cũng không có bị ngọt quá. Ngọt đây là ngọt giống như là từ xương vậy đó. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người hãy tới cái quán bún bò Huế của bé Nga này đi. Nga bún bò, Nga bún bò ở số 116 đường Bắc Hải, Tân Bình nha mọi người, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ Dũng bỏ rau cho Dũng ăn, Dũng bỏ rau cho Dũng ăn nha. Đó, mọi người hãy nhìn Dũng ăn đi. Đó, tí xíu nước mắm bỏ vô, xong rồi nặng miếng chanh vô. Đó, nặng miếng chanh vô này cả nhà ơi. Đó, miếng chanh vô. Rồi, cho tí xíu rau vô. Dẫn nè, bún bò nha mọi người nha. Đó, bây giờ Dũng ăn đây. Nói chung là bé Nga này bán bún bò, nhìn cái tủ bé trưng bày thôi là cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Trời ơi, sao mà nó ngon dữ vậy trời. Ngon lắm đó mọi người ơi, thật sự luôn. Gân nè mọi người thấy không? Nè, nè, miếng gân nè, chấm với nước mắm nè, ngậm miếng chanh vô với nước mắm nha. Gân mềm nha mọi người nha, thịt ngon nè, ăn rất là ngon, cắn vô một cái nó vừa miệng nó đã gì đâu á. Mà đặc biệt là tôi mê cái dĩa rau, khi mà mình cất cái dĩa rau ra một cái mọi người biết, nó nhìn nó hấp dẫn và nó rất là cuốn mình. Tại vì ăn bún bò mà không có rau nhiều á, không ăn rau nhiều á, ăn không có ngon. Chủ yếu là mình ăn rau. Bé Nga dễ thương lắm cả nhà. Thấy đã không? Rất là ngon luôn. Đúng vị luôn nha mọi người nha, đúng vị luôn. Thì bây giờ Dũng bỏ thêm một miếng chuối. Trời ơi, mọi người không? Có những cái chỗ quán bún bò người ta tiết kiệm rau á, mà mình nhìn mình phải chán luôn á, mình nhìn mình không có muốn ăn. Đi ra quán ăn bún bò mà rau á giống như là cân đo đong đếm vậy đó. Trời ơi, vậy nè mọi người, ăn bún bò mà coi như là lấy dĩa rau ra, xong mà coi như là cho miếng giá, xong rồi rau muống cho thêm tí xíu, ví dụ nhiều quá cái bứt bỏ ra,
rồi xong á, rồi xong mình thấy ra chuối bỏ vô cơm vậy nè, đó chung mà cái dĩa nhỏ xíu à mọi người, dĩa nhỏ xíu vậy đó, đó xong mà kia để miếng rau lên mặt nhìn có một khúm rau thôi à, nhìn chán ơi là chán luôn. À, ví dụ mình có mình mà muốn xin thêm rau á là mặt nặng mặt nhẹ, mặt nặng mặt nhẹ đó, kiểu như là cho nhưng mà mặt rất là nặng mà thì có cho cái dĩa rau á, nó không có khi mà mình thấy là cái dĩa rau ra là mình thấy là cái quán đó, những cái con người đó là cái tính không có hào sảng rồi, tính không có phóng khoáng rồi, không rất là tính toán. Còn bún bò người ta bóc ra là người ta bỏ cái rau vô vậy nè, đó nhìn dung đầy lên là người ta cảm giác là người ta muốn ăn rồi. Còn có cái quán vô là coi như ăn mà ngồi trời ơi, giống như là nhúng miếng rau, nhúng rau chuối, nhúng rau muống, bỏ miếng rau sống vô, xong rồi coi như là cho một miếng giá vô, rồi xong bắt đầu cái nhúng vậy, thấy nhiều quá bớt ra bớt, lấy nhiều quá bớt ra bớt, kỳ lắm luôn á. Ăn uống vậy giống như mà sao ngon được đúng không, mà rất là khó chịu cả nhà. Đó chứ không phải như là bé Nha đâu. Bé Nha Bùi này có một cái quán bún bò Huế đây mọi người nha, ở đường Bắc Hải bên đường Tân bên quận Tân Bình á, 116 Bắc Hải Tân Bình, ship tận nơi cho mọi người luôn, ship tận nơi cho mọi người luôn. Hồi lát đó Dũng sẽ ghi cái số điện thoại và cái địa chỉ ở trong cái clip này, mọi người coi xong mọi người ăn á, mọi người có thể gọi điện thoại ship trực tiếp luôn, ship trực tiếp cho mọi người luôn, nhanh lắm. Ai mà ở khu vực mà gọi chắc, nói chung là ship ở đâu cũng ship hết trơn, ở quận 7, Nhà Bè gì ship hết á. Giá của một tô đầy đủ như vậy chắc cũng phải 65.000, ngon lắm. Là mọi người thấy không, cái cục giò này giọt khanh à, đi tới cái quán thôi là mọi người thấy cái tủ trưng đồ ăn thôi là bắt thèm. Bán từ 6 tháng cho tới khoảng năm, nói chung chừng nào hết thôi. Ngon ghê luôn á. Thịt nạm cũng là mềm, mà thịt bắp cũng mềm, thịt gân cũng mềm nữa. Cắm miếng ớt à, cắm miếng ớt à. Đó. Nó thơm cái mùi cua nha, hòa quyện với lại cái mọc á, rồi xong sau đó là ăn rất là giòn giòn, ăn rất là giòn giòn ngon. Ở trong đó nó có những cái gân hay sao á, cho nên là ăn nha, nó sực sực mà nó giòn tưng cái miệng ngon lắm. Mà cũng cả cũng rất là vừa ăn cả nhà. Đây bây giờ là cắm cái cục giò chấm vô. Giò không quá mềm, vừa ăn ngon lắm cả nhà ơi. Bún bò ngon quá, ngon đến nỗi mà tôi hấp sạch nước luôn. Ngon rồi, ngon trời trời, một cái tô rất là đầy luôn á mọi người. Mà ngon đến nỗi mà Dũng hấp hết nước luôn. Nó ngon ở đây là vì cái vị của nó ha. Ngọt từ xương chứ không phải là ngọt bột ngọt đâu ha, ngọt từ xương, ngọt từ thịt đó. Rất là đậm đà, nước ngon, thịt mềm, giò thì mềm mà không có phải là quá mềm hả, ăn nó rất là vừa ăn. Có những người ta luộc giò mà kiểu như giò nó bự, nó bị giống như kiểu mà nó mềm quá, nó giống như bị rục quá, ăn ngon. Còn này cái giò nó vừa, nó mềm mềm, nó giòn giòn, ăn rất là hấp dẫn. Chả cũng ngon nữa. Ngon quá, ngon quá bé Nha ơi, đã hấp hết nước luôn rồi bé Nha ơi, ngon lắm luôn á cả nhà ơi. Ai mà ăn bún bò á thì hãy liên hệ với Nga nha, Nga bún bò, địa chỉ là 116 Bắc Hải Tân Bình. Nó cảm ơn em rất nhiều. Số điện thoại thì em sẽ ghi vô cho mọi người khi mà mọi người coi cái clip này nha. Mọi người cứ tới quán ăn trực tiếp cũng được, còn không thì mọi người cứ gọi vô cái số điện thoại á, số hotline á mọi người, số hotline á, rồi xong sau đó là mọi người kêu cái cô chủ á, ship ở đâu cũng ship hết trơn á, một tô cũng ship cho mọi người nữa ha, hay mốt thèm ha, rồi xong rồi tôi kêu ship nữa nha, cảm ơn em, trời ngon nữa, nó hấp nữa nè. Bye bye cả nhà.